Xin chào quý vị đến với kênh Danny Phùng SLC. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2024 và đây là bản tin về xe hơi. Viễn cảnh xe điện. Nhiều chuyên gia đã khẳng định rằng xe ô tô của tương lai sẽ chạy bằng nước, tức là khí hydrogen, chứ không phải bằng ác quy điện. Trừ phi sẽ có một phát minh đột phá về cách lưu trữ điện nhiều và nạp nhanh hơn hiện nay nhiều lần. Mặc dù xe điện mới triển khai được các chính phủ hỗ trợ nhưng đã và đang gặp phải nhiều rào cản khó vượt qua, đó là giá xe điện hiện vẫn cao, không rẻ hơn xe chạy xăng. Điển hình là Tesla là nhà sản xuất số 4 trong số 10 loại xe điện phổ biến nhất được bán vào năm 2023. Với mức giá cơ bản từ 35.000 đô la cho model Y đến 101.000 đô la cho model X. Giá dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe điện tốn kém hơn xe xăng rất nhiều và chưa đại trà, đặc biệt là việc thay thế bình ắc quy. Việc sạc bình ắc quy cho xe điện là một vấn đề rất khó khăn do không đủ trạm sạc dọc đường như trạm xăng thời gian sạc rất lâu mà thời gian với nhiều người giàu là tiền bạc nhiều gia đình phải để xe ngoài đường thì không thể sạc xe vào ban đêm được theo thống kê thì cứ ba người mua xe điện thì có một người không có khả năng sạc xe tại nhà và nếu bị kẹt xe kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong cái lạnh âm độ của bão tuyết. Bình ác quy xe điện sẽ hết sạch vì xe điện về cơ bản không có hệ thống sưởi ấm nhiều giờ và chúng sẽ chết cống. Mùa hè cũng tương tự. Ác quy sẽ hết điện nhanh chóng khi xe điện chạy máy lạnh. Một vấn đề nghiêm trọng đối với xe điện là bình điện. Biến thiên trong khoảng nhiệt hẹp có nghĩa là xe điện để ngoài trời nóng hoặc lạnh, bình điện sẽ hư hỏng rất nhanh, mà thay bình điện có giá thành rất đắt. Với xe cao cấp có thể chiếm đến khoảng 1 phần 3 hoặc một nửa giá thành xe điện. Về ô nhiễm môi trường, xe điện đi trên đường thì không gây ô nhiễm, nhưng để sản xuất ra bình ắc quy cho xe điện thì gây rất nhiều ô nhiễm khi ác quy xe điện bị hư hỏng và bị thải ra môi trường thì cực kỳ ô nhiễm sẽ làm đau đầu các nhà khoa học và rất tốn kém về vấn đề xử lý ô nhiễm do vậy người mua xe điện không hoàn toàn dùng chúng thay thế cho xe xăng thay vì chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện người tiêu dùng thường chỉ mua xe điện để bổ sung thêm phương tiện mà vẫn giữ xe xăng cho đến nay, không một chính trị gia, nhà báo hay nhà khoa học nào nói về những điều nêu trên, nhưng nó là điều chắc chắn sẽ xảy ra đối với xe điện trong tương lai. Chính vì những viễn cảnh nêu trên, hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới là Toyota của Nhật đã không mặn mà với việc sản xuất xe điện. Hướng nghiên cứu của họ hướng về xe hybrid và xe chạy nhiên liệu nước đó là hydrogen. Đến nay thì dường như hãng Toyota đã đúng khi việc sản xuất xe điện trên thế giới đang thói trào mặc dù mới chỉ là bắt đầu. Nhiều người lo ngại về giá thành sản xuất hydrogen. Vậy tại sao ta không nghĩ đến việc dùng năng lượng mặt trời, năng lượng sạch khác để sản xuất hydrogen? Có lẽ thế giới sẽ có lời giải sớm hơn trong tương lai về bài toán này như vậy thì tương lai của xe điện là gì theo ông kiplinger mặc dù xe điện sẽ không thay thế các phương tiện chạy bằng xăng trong tương lai gần nhưng quá trình động cơ đốt đã trở nên lỗi thời và bắt đầu nhiều thứ còn phải thay đổi để đáp ứng những dự đoán về tương lai của xe điện sản xuất pin và cơ sở hạ tầng để sạc xe điện sẽ còn tăng trưởng đáng kể. Các nhà sản xuất ô tô sẽ phải chuyển đổi sang nền tảng chạy hoàn toàn bằng điện và có lẽ là yếu tố quan trọng nhất. Người tiêu dùng sẽ cần phải sử dụng xe điện và yêu cầu những thay đổi đó sẽ xảy ra. Dự báo tăng trưởng của xe điện theo như cơ quan năng lượng quốc tế IEA vào năm 2021 doanh số bán xe điện đã tăng gần gấp đôi doanh số năm 2020 lên 6,6 triệu chiếc. Nâng số lượng ô tô điện trên đường lên tới 16,5 triệu chiếc. Xe điện Hybrid hay là HEV không được tính vào tổng số đó vì chúng có thể chạy bằng động cơ xăng và năng lượng điện. Theo các nhà phân tích ngành Điều đó nghe có vẻ không nhiều nhưng tốc độ đang tăng lên. Những người bạn của chúng tôi tại Truecar, một thị trường bán ô tô kỹ thuật số, dự đoán rằng sẽ có nhiều mẫu xe hơn bao giờ hết với hơn 100 mẫu xe điện có thể sẽ ra mắt vào cuối năm 2024. Theo như Protocol, tỷ lệ ô tô điện so với ô tô chạy xăng cũng sẽ tăng dần đến năm 2025, doanh số bán xe điện có thể chiếm tới khoảng 20% doanh số bán xe mới. Đến năm 2030, doanh số bán xe điện có thể đạt tới 40% doanh số bán xe mới. Đến năm 2040, doanh số bán xe điện có thể chiếm gần như toàn bộ doanh, doanh số bán xe mới trong tương lai của xe điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố các vấn đề kinh tế và xã hội phức tạp ảnh hưởng đến việc hoa kỳ có thể áp dụng xe điện nhanh chóng và hiệu quả như thế nào xe điện sẽ cần phải trở nên ưu tiên hàng đầu của các nhà sản xuất ô tô nhà lập pháp và hầu hết người tiêu dùng trước khi chúng ta có thể mong đợi chúng thay thế các phương tiện chạy bằng xăng đó là doanh thu Doanh thu của đội xe đề cập đến tốc độ các phương tiện mới thay thế các phương tiện trên đường bởi vì những chiếc xe chạy bằng xăng hiện đại đáng tin cậy hơn và tồn tại lâu hơn bao giờ hết nên những chiếc xe điện trong tương lai sẽ phải mất rất nhiều thời gian hơn để thay thế chúng. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến doanh thu của đội xe bao gồm quy hoạch giao thông đô thị và dịch vụ đi chung xe chuyển đổi nhà sản xuất xe mới. Các nhà sản xuất xe mới đang nỗ lực chuyển đổi sản phẩm của họ sang xe chạy hoàn toàn bằng điện, nhưng thời gian chuyển đổi của họ khác nhau. Một số đã cam kết chấm dứt việc bán xe chạy xăng vào năm 2035, những người khác có thể phải đến năm 2045 hoặc năm 2050 mới đạt được điều đó trừ khi luật pháp yêu cầu. Nói về pháp luật, nhiều tiểu bang đã thông qua luật hoặc yêu cầu các thống đốc ký lệnh hành pháp cấm bán xe chở khách chạy bằng xăng ở bang của họ trước năm 2035. Nếu điều này xảy ra trên toàn quốc, hầu hết các xe chở khách trên đường vào năm 2050 đều có thể chạy bằng điện. Nói về cơ sở hạ tầng, nếu có thêm xe điện chạy trên đường, chúng ta sẽ cần cơ sở hạ tầng để sạc chúng. Các nhà lập pháp đã thông qua luật để bắt đầu công việc lắp đặt các bộ sạc trên toàn quốc. Công việc này sẽ mất rất nhiều năm để hoàn thành. Nói về ảnh hưởng của người tiêu dùng đến tương lai của ô tô điện. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân dự kiến trong việc sử dụng xe điện còn có thêm một số trở ngại cần vượt qua. Đối với người tiêu dùng, một số trở ngại đó bao gồm chi phí sở hữu, thói quen lái xe và những người lái xe lo lắng về việc họ có thể lái xe bao xa sau một lần sạc. Nói về chi phí xe điện, mặc dù tổng chi phí sở hữu của một chiếc xe điện thấp hơn một chiếc xe chạy xăng, nhưng giá mua một chiếc xe điện vào năm 2021 vẫn cao hơn mức trung bình ở tất cả các xe khoảng 10.000 đô la. Việc lắp đặt bộ sạc EV tại nhà, thay pin cho xe điện và thậm chí bảo hiểm cho xe điện có thể tốn kém. Cuối cùng, việc sử dụng xe điện sẽ tăng lên khi chi phí mua và bảo dưỡng xe điện ngang bằng với xe chạy xăng. Nói về thói quen lái xe, khi nhiều công ty và người lao động áp dụng hình thức làm việc từ xa, thói quen lái xe và mua xe trong tương lai có thể bị ảnh hưởng. Những người lái xe ít hơn có thể ít thay thế một chiếc xe cũ hơn và đầu tư vào một phương án điện. Nói về phạm trù lo lắng, lo lắng về quãng đường di chuyển là thuật ngữ được đặt ra để chỉ những người lo lắng về việc liệu một chiếc xe điện có hết pin và khiến chúng bị mắc kẹt hay không nỗi sợ hãi này có thể giảm bớt khi có thêm nhiều trạm sạc ngoài ra những lo ngại này sẽ giảm bớt khi pin ngày càng mạnh hơn và mọi người nhận ra rằng họ thường không lái xe đủ mức để gây ra vấn đề phạm vi hoạt động nếu ngành có thể giải quyết những thách thức này một cách nhanh chóng và dứt khoát tỷ lệ sử dụng xe điện có thể tăng nhanh hơn dự đoán của các chuyên gia bản tin đến đây là kết thúc kính chúc quý vị một ngày mới an lành bên gia đình và người thân hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp